phê bọc tài, tiếp tục về cái ý tưởng của hôm bữa, là tức là faire des choix, chọn lựa, chọn lựa. Và ở đây ta có động từ hésiter, do dự, và con do dự. Nhưng mà trong đây ta có học thêm một số gọi là công cụ, là ưu tiên. Ta sử dụng những công cụ gì để mà diễn tả nguyên nhân nè? Ta có thể có chữ parce que, à cause de, hoặc grâce à, hoặc là puisque. Trong đây có chữ parce que với chữ puisque đó, nó cùng ý nghĩa với nhau, có nghĩa là tại vì. Nhưng mà chữ puisque ta được phép viết ở đầu câu, trong khi chữ parce que thì không được. Còn cái mà à cause de hoặc là grâce à thì sau đó mình để một cái danh từ để nói cái nguyên nhân. Nhưng mà cái à cause de là nguyên nhân đó để gây ra một cái hậu quả xấu, trong khi cái grâce à đó mình dịch tiếng Việt là nhờ vào, thì cái đó nó gây ra một cái kết quả tốt, đưa ra kết quả tốt, thì ta dùng grâce à và ta để nguyên nhân. Còn cái le choix, chọn lựa, ta có u này, hoặc là ou bien, cũng là hoặc là, xoa hoặc là, hoặc là nơ ni ni, không cái này mà không cái kia luôn, ta dùng cái cấu trúc đó. Bây giờ đây ta có một cái đoạn đàm thoại, mấy em mà cố gắng nghe thử, khoan có nhìn vào bài xem thử làm sao. Une femme dit donc, mon minou, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Un homme, mon anniversaire, ah oui, c'est vrai, 35 ans, je deviens vieux. Une femme, mais non, mon chéri, tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un homme, je sais pas, je vais réfléchir. Une femme, réfléchir, mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre ou bien, oh, je sais pas moi, une jolie montre? Un homme, ben, un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre, peut-être, ou alors, hein? Đó, cái bài đọc nó chỉ có như vậy thôi. Thì mấy em thử xem thử là, đầu tiên ta xem là hai người này là quan hệ như thế nào, và nội dung họ đang nói là về chuyện gì.